Thế cái thầy này đó là ở trên tráng bàn đó, thầy trên tráng bàn, tức là thầy Thông Lạc. Hồi trước con ra theo học thiền với thầy Thanh Từ. Thầy Thanh Từ nói là Thông Lạc đó, đắc thiền rồi đó. Thầy Thanh Từ nói như vậy đó, thì tôi mới lên, tôi tìm thầy Thông Lạc, tôi hỏi xem coi thầy đắc thiền như thế nào đó, để mình có thể học theo ngài chứ. Hay nghe chỗ nào có người tu chứng là mình phải đi tìm thôi. Đi lên đó tìm. Thầy tôi nói là tại sao? Là vì thầy Thông Lạc đó, tập được một điều đó, mà mình chưa tập tới được. Tức là thầy có thể ngồi suốt 49 ngày phải không? Mà không ăn không uống. Ngồi thiền á. Ngồi thiền suốt 49 ngày mà không ăn không uống. Đức Phật hồi đó ngồi thiền 49 ngày đó không ăn không uống, rồi đó ngài thành Phật. Nhưng mà thực tập được cái này đó thì phải nói là thầy Thông Lạc có một cái cơ thể đặc biệt đó. Cái cơ thể chịu được trong 49 ngày đó thì cái này ít có ai làm nổi. Ít có ai làm nổi cái chuyện này. Có nhưng mà rất ít người làm được. Nhưng mà trong 49 ngày đó, ở trong định đó, thì bây giờ đó, thấy cái gì, hiểu cái gì, phát minh được cái gì, ba cái này là quan trọng. Xưa tôi có lên, tôi thăm thầy Thông Lạc ở trên tráng bàn. Thông Lạc cũng là một nhà sư ở trong hiện tại đó. Nhưng mà thầy Thông Lạc cũng có khả năng nhập định suốt 49 ngày được, tức là không ăn uống gì hết ở trong tháng. Chính tôi chứng kiến chứ không phải là cái chuyện lịch sử đâu, chuyện có thật, cái người thật còn sống thật luôn. Đây là cái việc quan trọng. Nhưng mà khi mà thầy Thông Lạc nhập định ấy, thì đương nhiên cái thấy của thầy là khác rồi. Cái người nhập định ấy, thì khác hơn là cái người chúng ta đang sống. Vì vậy hôm nay gặp thầy, đây là thầy nói lần cuối cùng không còn gặp thầy nữa. Thầy nay hôm nay 80 mấy tuổi rồi, nhưng rồi thầy cũng phải ra đi chứ, thầy làm sao mà không bỏ với con được, đâu có ở đây mãi được. Bởi vì mang cái thân này thì mình hết duyên nợ thì phải ra đi thôi. Đúng 0 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2013, tức ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thìn, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã nhập diệt vào Niết Bàn sau khi giao phó trọng trách cho các thế hệ mai sau tiếp tục sứ mạng giữ gìn chánh Phật Pháp của Phật. Với tâm quyết của Thầy, Chân Như vẫn sẽ là nơi dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Nơi đây sẽ mãi mãi đi vào dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam và loài người trên thế giới. Giờ đây và muôn ngàn năm sau, ánh sáng của chánh pháp do Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc dựng lại vẫn cứ hiện hữu trên hành tinh này. Trong từ trường bất động, người vẫn còn sống mãi.